bà chấm điểm số bóng phong tỏa khnía chụp khnía là khnông video clay mới đây để cho bạn đừng preview chấm nói sầm khăn cú đánh đá âm chương ai UEFA Champions League pi pon mà phải mùi pi pon mà phải pi rồi viên Liverpool nâng Real Madrid và đá cả bạc cuốt nâng phơ nơi cái là than start để front khnông rồi thành đi Paris và tây bà răng và dục ngày sau ní trời đừng mong pi rùm lâu ngày tiết nơi Campuchia bà crom tiếng pi sau tay chỉ crom khăng khăng hai từ lại mà đó vẹn ní bà có phần tái miễn chủng nói sầm khăn mới chủng nuốn statistic và tệ sầm khăn mới chủng nuốn đặc trưng bản năng lực láng đam bay chi cái tệ sầm đáp bóng ôn dục từ picharana thả tá cầm mũi nắng miễn clip chiêng này khăn ông ca chiêng này khăn ông ca bật cốt lại bật dục nỉ bản chỉ cáp bớt là cầm tiếng pi bản gì ông pi bật vọt bạc khí Real Madrid chúc chơi trở chiêng Liverpool và chỉ phải sai trăm mình click vẽ bật cốt UEFA Champions League pi pon đập bay đá cả nó và cầm Real Madrid bàn giữa chân Liverpool bay tuần đồng mùi và tại cả nó cúp xong nâng Real Madrid bàn nơi miền cái lá co đại chi lùm đập World Club bình trả ơn đôi chi Cristiano Ronaldo và đôi chi cái lá co Rafael Varane và Sergio Ramos Kylian Navas chỉ đá và hay cả nó đá co Liverpool và bắt qua đó cầm phong đai nơi Pele đài Mohamed Salah là buộc bắt đầu bị chen cho mình nâng Liverpool và bất đa tha bây giờ vậy pi là búa và hai giờ tha đôi chỉ cả pi euro pi pon đập vào mũi Ronaldo là búa bàn tay tìm thoát nơi tại Portugal cho nên bạn đang làm bay lực pin euro là đại và bây giờ sân giờ tha dương bắt đầu tha chan giờ sao tại là búa cái là co mà nè đi ai tha anh chẳng cái là co nâng mà cầm nâng lo tại mà nè nâng tới lên phân ta mà nè đi gọi như nè bà chỉ cả cái cầm kháng cứ bưng lên chỉ cầm ba nè nào mà nè là búa mình nạp xây tiết ai chấm đủ bàn và đang chăm trong thì dây chủ ở vậy đã lực làm một điểm tính những cái tham mà tôi với đi Real Madrid có men Real Madrid bị bọn đầm bấy hay li pool lớn nữa của Prime Pro chiếm môn đài và hai miếng cái là co lỗ lỗ và thay mà chả nữa được chỉ là Vidya và Diego Jota chỉ đam và cầm tiếng pi Pakni mà đón tiếp và top pi lại Pro pi bọn đầm bấy pi bọn đầm bấy nữa và Pakni và nơi khăn ông và về đầm bấy cầm trong cái và cầm Real Madrid có bàn dựng nhà Liverpool và đòi có đọc bao bây tuần mỗi đài và có vấn tài nơi khăn ông đời ca ní vinh và trong cực thà Liverpool miên priếp chiêng Real Madrid không ca dục biên trăm bình lực này và miên priếp chiêng là trong thà tí mũi bà mơ tới xa mạng sập hiếp kể là có bà Liverpool ở bình chương cháu nè bà hai khang Real Madrid kể là có đã chuộc chây nha trong bên sức chả đoàn của lo mà nâng nơi xa bà hay dựa cả lạc rộng để chạy chân ở cháu này bà chạy chân đưa chìa Rondo Ramos Varane nào bà hay chẳng tất nè bà hay bà dương mơ tới khang lơ bà Liverpool bà miên bà Salah Mane bà miền Jota bà miền Luis Diaz đại mau đó không khai mà ra cái lỗ tới cái lỗ bà hai lần Mane Salah chẳng đại bà hay đồng bọn bầm rá bà có bình lỗ đấy ở miền này là vua thế bà Henderson Thiago Alcantara bà Fabinho Naby Keita chỉ đám bà đồng bọn cao pia với bà Van Dijk bà chỉ cứ chiếc sai cao pia gần đá lỗ bầm phớt lơ bị phục lỗ hay bị bà chỉ bỏ năng tiếng cai xong bà tia thông muôn bà hơi ca chạy bal và chạy cái tên của ông bal và ca tay ca ca pi môi tuần môi ca vô pi sản thân pi cứ lỗ mẹn tên cái thai chi và phải sai ca pi sầm lại tầm nước tầm một đó mà cứ mẹn chạy ca pi để chạy tầm một ra chạy tầm một chỗ thêm tiền và ca pi slap và anh nó đâm Robertson chuyền và xuất tập bậc cai không ca bật đá bal không ca cro không ca toát ti bal set pi ấy xuất tập cai tức là bà Alisson cô chỉ là trong team World Club mà nè bà hay nè đại cu ca pi cần ta rồi bà Van Dijk để tray ní khang Liverpool luôn bà hay gì cô nát té để dịch sai cả pi barang mà luôn ai khang Real Madrid vẫn có men club có on on ấy đấy bà còn là tham bờ Premier League muốn tới nơi nơi khang lứa miền BBC miền Bale miền Ronaldo miền Benzema vậy đó nè phần nào lớn nó sau là Benzema thì hay lên khang kháng cứ nơi sau Vinicius Junior hay đang là cô Rodrigo bà đã chỉ là cô Kevin Kevin hay được biết Rodrigo Vinicius đang trong cái tham toàn đó là Salah mà nè bảo bảo tiếp tiếp bà mình men on pick mình đang xem cái tha bay hàng lứa nữa cái tập bị Benzema khang Liverpool miền biểu chiếm đồng bọn bóng rá chỉ cả bắt miền Toni Kroos và miền Modric miền Casemiro đã chỉ cầm pool sai mà ra tổng bay đó là o một phần là bị phục lố còn bên tay vây của con của chơi chơi hai đấy còn được thắng nơi tây là o chứ bà tay của mình sẽ đặt bóng rá Liverpool của mà này bà chấm pool đồng bọn cá bia Prime Pro chơi bà Marcelo có trả hỏi nơi khăn ông lít có bầm rộng nhất đá mà sơ ban lên cho bầm màn thế bà phía trả hỏi lòng bên đi rồi môi có cái là có Miguel Gudre như tới lên bà chúng phụ hợp bọn cao bia cái đá với bà Militao một nâng David Alaba và chúng ta thức của Nacho lên bà Sadam Min ở Cavaha anh tới bà
có khá và hà lắng vầy riêng chế đề hai phẩy gra đáy hay khó thua và cứ chỉ nạ trăm tí đô lo mình bảo bảo sao chụp chế chấn đại bà chứ mà bình tiếp tới mà sử dụng cái lá có sử dụng chế rùm nâng phải hạ bà hai cái này bà phải bà cái này mình thay krom tiền phí nâng mình là tập hiệp xì cái này từ vinh màu Liverpool của IC Real Real của IC Liverpool này bà nay dương mơ tới sạch thẻ tệ này cao bà cuốt này bê của lỗ màu bê đại Real Madrid lên vẹn đọc của mỗi krom trong krau tôi là PSG hát đôi chứ sầm nàng chui chả ba chữ môi nâng Chelsea của nâng vợ bảy trong trong cái đó cô hạ đôi chia sầm nàng chui tràn và ba Man City vậy bẹ cả đạp này prot cô hạ bay đôi chi áp pin này ha cả lai áp bộ thái cả lai chui được kháng Real Madrid đại này dễ ba mít mình men ba này thao Real Madrid on lên phân từ lưới sầm nàng đấy bạn đã mưa từ sạch ba ba mưa từ sạch than là phím đôi chi mình xóm lái và ta tìm phát nó tên là hay ở lưới nó cứ thao Real Madrid mà đo vẹn lại prot hay và cá nó và trong Real Madrid bàn và cuột chữ môi nâng PSG và nơi không vẹn đọc mối trong trong cao và PSG bàn nó một môn được không trường thì mua là trường thì bí riêng nó có một bát lên cho môn PSG đại và ta không ho mà plate rồi bảo PSG trong bàn bình đa lời riêng mà đấy miền ở các tòa ti là hột đòi ví bộ giờ chứ nè và đòi là tập hợp bay tuần đồng pi giờ đọc pi trường vẹn còn bay trong trong cao và trường thì mua riêng chứ nè Chelsea men bên tay ca bị trường thì mua Chelsea bằng cách cầm họ tràn và tăng pi nhẹ trăm tim men đi phong ai phong nữa pen ti phong ai phong ai crop ba từ từ Real Madrid nó một bà bạn đã đọc về chương TP nó Chelsea lên lo mà tên trua tra lơ chơi Real Madrid bà hỏi toát châu plop 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 miên crop đại vi a mà ai phong ai phong bà bộ sở tới bay quả muốn sẽ hấp tái bà nơi trong màu thái ban penalty ban ấy tam bà bộ crop ba sở máu thay máu chỉ nhạc đào bà Park Man City chương TP mùi Man City chỉ nhạc 47 tại cái nó Man City bậc cao các ban trở mình tên trua tra lơ Real Madrid bà ấy đâu mà đó trường thì pin men sẽ thi nó một môn tiết và sắp tay riêng mình cua chứ ban cả lá này không này thì cái mũi này sắp tay pi crop cả lá thầm rạp riêng mà tên plim plim mà plet nắng và cá crop bar bắc khao và hà rồi rồi thì go tay nó hạ đôi chỉ chặt đạn mong lại nó bất ca pi chỉ chua ban lỗ mình tất bắt tay họ mà plok chọn cái bao tay điều tại mình đâu ấy cả lược ban chữ bạc chọn cái những mà bực cuốn cái sầm tí mền che tầm miền chẳng lâu đấy bạn ấy bị cả lá thầm rạp riêng mà tên nơi trong máu hỏi tao smart lỗ đó thay máu chưa nè men sẽ thi lao mà đau vẹt đại bọn thầy vận tay khi ông có thả sầm nàng bạn đi và hai chị bị bạn này không ca ca lao sầm rạp riêng tôi nâng Liverpool bị buồn Liverpool cô chưa bọc hết cầu muối đá hạ đôi chìm miên gì ôn miên hong suy này không biên Champions League này đôi chỉ cao đại bọn Champions League bị bọn pram chẳng AC Milan nâng một Liverpool đào tới bay cầu môn thứ hai này không vẹt thì muối vận tay Liverpool ví bộ với này không vẹt thì bị là họ đã chia ba penalty vô biển và bên thằng Liverpool có hạng bao nhiêu chỉ cầm mũi đã chụp chay đã cắt cổ đã miên gì ôn được không biên Champions League này chẳng là lấy cầm pi đã miên gì ôn đôi khi không biên nó bạc cái này bạc cái này hỏi bắt thà Real Madrid lược biên Champions League đọc bay đón trở những cái mến Liverpool tiếp tục lược ban và mũi đón ấy vẫn đang bạc này lược đích trong cái thà Liverpool miên kịp trả chiên Real Madrid chấm pua ở cả là con gà dục biên dục này anh chỉ cần đặt vào nhóm nè và chấm pua Liverpool bây giờ đồng lực tới tăng pi ca của quân vẽ trái pua lô mà đo vẽ đọc một mũi cầm trong cái bảy cầm trong cái bẹt cả đạp đấy pro đấy cứ mình sơ chi bạ tiền sầm đạp Liverpool và cứ trên mình bị bạ đội Real Madrid á mình bộc bù bình lưng trong sọ đội Real Madrid tiền và ai thà Liverpool bạc trong hiện thu chiến phong của thao ba đấy phù ca bị viện đọc một mũi cầm trong cái bạc Inter Milan Liverpool trên bị mùi mà vẹn bảy cầm trong cái bạc Benfica Liverpool trên và mùi buồn và đọc bị viện bẹt cả đạp đấy pro bạc Villarreal và Liverpool chính là Pram tuần pì mà nó Villarreal nó tầm lẹ Juventus tầm lẹ bây giờ mà định đá là tầm mò qua Liverpool mà bây giờ mơ tới tập bóng chụp khnê vinh và rồi viên trong Liverpool chỉ muốn Real Madrid nó cái thằng Liverpool mình xây cả cọp chiên Real Madrid tệ về đại bạc khnê và đôi bạc khnê bay đong trong gói và Liverpool ở đại chiến Real Madrid thì cứ lược trong gói bằng Osmar khnê son son và không bà vẽ phẩm bảy trong trong cao ấy cao pi ra đời cao là pi bòn phẩy phẩy muối nè bà đã tìm phật tới Chelsea lược biến nó là đời cao muốn nè bà cái nó bạc này bà mà đong smile son son mà đong tiết nó Real Madrid chen bay mùi hơi cao pi lược môn nông tiết nó cứ pi bòn đầm bảy bạc 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 này nè Real Madrid chen Liverpool bay tuần mùi bên đây mà xem cả là gò gan nóng nâng lợi nó có prime pro khóc chờ này vì Real Madrid pi môn này nâng Real Madrid lợi gai Liverpool là lợi nó có khăng dân Liverpool pi môn này và bây giờ mơ tới là tập hợp là bao cầm tiền pin được không lịch và bay buồn buồn trong khối và
Liverpool ឈ្នះរហូតបាទនៅក្នុងលីកចំណែកឯ Real Madrid វិញចាញ់ Atletico ផងបាទស្មើជាមួយនឹងក្រុមល្មមល្មមផងនៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយនៃក្របខ័ណ្ឌ La Liga ណាបាទបើទោះបីជាថាអូដោយសារតែ Real Madrid បានជាងឯក La Liga ហើយក៏ដោយអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែការប្រកួតរបស់ពួកគេលោក Ancelotti នឹងក៏បានដាក់កីឡាករល្អល្អសំខាន់ច្រើនណាដូចជាការប៉ះ Atletico Madrid អញ្ចឹងដាក់កីឡាករពេញសំណុំដែរនឹងប៉ុន្តែនៅតែចាញ់ Atletico Madrid បាទហើយបន្តមកទៀតបានប្រកួតស្មើប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមល្មមល្មមដែរណាបាទដូចជា Cadiz Real Betis អីចឹងទៅស្មើមួយស្មើ00អញ្ចឹងទាំងដែរ Real នឹងដាក់កីឡាករល្អល្អជម្រើសដំបូងច្រើនដែរបាទចំពោះក្រុមទាំងពីរបើយើងមើលទៅស្ថិតិបាទជាពិសេសខាង Chelsea ជាស្រ័យខាង Real Madrid តាំងពីពេលប៉ះ Chelsea ប៉ះ PSG ប៉ះ Man City បើយើងបូកសរុបឱកាសបាទក្នុងការប្រកួត6លើកព្រោះប៉ះ PSG 2ជើងប៉ះ Chelsea 2ជើងប៉ះ Man City 2ជើងក្នុងការប្រកួត6ដងហ្នឹង Real Madrid បង្កើតឱកាសសរុបហ្នឹងបានតែ67ដងឯងឯខាងគូប្រកួតវិញបង្កើតឱកាសសរុបហ្នឹងបានដល់ទៅ110បាទហើយការទាត់ចំទីវិញបាទការទាត់ចំទីវិញខាងគូប្រកួតហ្នឹងទាត់ចំទី Real Madrid ដល់ទៅ40ដងឯ Real Madrid ហ្នឹងទាត់ចំទីគេវិញបានតែ26ដងទេបាទហើយបើនិយាយអំពីបាល់ជ្រុងវិញបាទបាល់ជ្រុងវិញ Real Madrid មានបាល់ជ្រុងតែ15ឯងក្នុង6ប្រកួតហ្នឹងចំណែកឯគូប្រកួតរបស់ពួកគេវិញទាំង Chelsea PSG Man City បូកបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងមានគ្រាប់បាល់មានឱកាសទាត់បាល់ជ្រុងដល់ទៅ39ដងថាគុណនឹង2ជាងបាទច្រើនជាងReal Madrid បាទប៉ុន្តែជាការពិតនៅពេលដែលក្របបាល់កើតឡើងជាក់ស្ដែងសរុប Real Madrid ច្រើនជាងវិញគឺ Real Madrid រកបាន15គ្រាប់ពី6ប្រកួតហ្នឹងឯងទាំង PSG Chelsea Man City ហ្នឹងរកបានតែ12គ្រាប់ទេដែលជាហេតុទីបំផុតទៅគឺ Real Madrid ជាអ្នកឡើងមកដល់វគ្គដៃប្រក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសាច់បាល់នៅពេលនោះទាំងពេលប៉ះ PSG Chelsea Man City គឺថា Real Madrid ត្រូវបានគូប្រកួតត្រួតត្រាមិនមែន Real Madrid ត្រួតត្រាគេទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានសំណាងជាងបាទព្រោះដូច Man City ដូចអីខ្ជះជាឱកាសច្រើនណាទល់នឹង Real Madrid បាទ Chelsea ក៏បាទខ្ជះជាឱកាសមួយចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងជើងទី2បាទអញ្ចឹងចំពោះការប្រកួតនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទនៅប៉ារីប្រទេសបារាំងជំនួបរវាង Real Madrid និង Liverpool ក្នុងវគ្គប្រដាច់ព្រាត់យប់នេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំដូចនិយាយពីខាងដើមថាក្រុមទាំងពីរសុទ្ធតែខ្លាំងហើយទើបឡើងមកដល់វគ្គនេះហើយនឹងមានឱកាសស៊ីគ្នាទៅវិញទៅមក Real Madrid ក៏អាចស៊ី Liverpool Liverpool ក៏អាចស៊ី Real Madrid បាទអាស្រ័យលើការរៀបចំត្រៀមលក្ខណៈបានល្អណាស់ណាបានល្អជាងតែឲ្យសន្និដ្ឋានមុនការប្រកួតកើតឡើងបាទខ្ញុំគិតថា Liverpool បាទជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទហើយចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញបាទគិតថានរណាដែរបាទរវាង Liverpool និងReal Madrid នេះដែលនឹងខ្លាចជាម្ចាស់ជើងឯកបាទ UEFA Champions League 2021-2022 បាទហើយចំពោះបងប្អូនដែលជាអ្នកចូលចិត្តវិនិយោគស្រាប់បាទក៏សូមបន្ថែមផងដែរថាអាចសាកល្បងនៅ FIFA 009បាទ FIFA 009បាទវិនិយោគដោយទំនួលខុសត្រូវពិតបាទហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងបាននៅ FIFA 009បាទទំនួលខុសត្រូវពិតនិងវិនិយោគដោយការទទួលខុសត្រូវបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ